Năm kiểu phụ nữ khiến đàn ông say mê, bất chấp có nhan sắc hay không. Nhiều người thường hay đánh giá một người phụ nữ qua vẻ bề ngoài, rồi mới đến những thứ khác. Tuy nhiên, nếu thuộc trong năm kiểu phụ nữ này, dù không xinh đẹp, bạn vẫn khiến nhiều người mến mộ. Phụ nữ nếu sinh ra có một gương mặt khả ái, một vóc dáng ưa nhìn thì quả là một tài sản vô giá, cũng chính là phúc khí nhiều đời. Thế nhưng người xưa cũng có câu: tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Nếu phụ nữ không thể có được một nhan sắc xinh đẹp, vậy cô ấy cũng có thể tu dưỡng tính cách, rèn giũa nội tâm để khiến mình ngày càng rực rỡ từ trong tâm hồn, khí chất lan tỏa mà không cần đến nhan sắc. 1. Phụ nữ thông minh. Trí tuệ và cách tư duy của một người phụ nữ sẽ tạo nên cuộc đời của chính họ. Người phụ nữ có trí tuệ không chỉ khiến đàn ông say mê mà còn biết sợ, không chỉ khiến phụ nữ khác ghen tị mà còn phải ngưỡng mộ. Hơn nữa, một người phụ nữ có trí tuệ, cô ấy sẽ biết đưa ra những quyết định sáng suốt trong cuộc đời mình. Phụ nữ trí tuệ là người hiểu bản thân hơn ai hết, biết cô ấy cần gì, làm gì để sống một đời như mình muốn, biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai, hiểu được cuộc sống là do chính mình lựa chọn và chịu trách nhiệm. Dù có thể không xinh đẹp, nhưng phụ nữ thông minh luôn biết cách làm cho mình trông xinh đẹp hơn bằng cách chăm sóc cho bản thân, làm việc chăm chỉ, đạt thành quả và tự thưởng cho chính mình. Vì cô ấy hiểu rằng giá trị bản thân ở đâu và vì cô ấy xứng đáng với những điều đó. Thế nên, một người phụ nữ có trí tuệ sẽ luôn biết làm sao cho bản thân là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình. Sống bằng năng lực của mình, đi theo lựa chọn của mình và nỗ lực cho thứ cô ấy cho là quan trọng. Phụ nữ như vậy luôn tỏ ra khí chất và phong thái hơn người. Càng tiếp xúc lại càng thích thú với chiều sâu tư duy của cô ấy. Không quá kiêu ngạo nhưng cũng không dễ dàng có được, khiến bao người đều phải ngưỡng mộ, say mê. 2. Phụ nữ trưởng thành. Nhiều đàn ông có xu hướng thích những người phụ nữ hơn tuổi họ, cũng chính vì họ sẽ đặc biệt bị cuốn hút bởi sự từng trải, trưởng thành trong nội tâm kiểu người phụ nữ này. Phụ nữ càng trưởng thành thì càng ôn hòa điềm đạm, họ cũng chính vì vậy sẽ đặc biệt bị cuốn hút bởi sự từng trải, trưởng thành trong nội tâm kiểu người phụ nữ này. Phụ nữ càng trưởng thành thì càng ôn hòa, điềm đạm, bởi sự trải nghiệm đã cho cô ấy hiểu rằng không gì là không thể, nên càng cần sự bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề. Người phụ nữ trưởng thành cũng sẽ biết đặt mình vào vị trí của người khác, suy nghĩ một sự việc ở nhiều góc nhìn, nên sẽ dễ dàng thông cảm, chia sẻ cảm xúc của một người, cũng giúp đưa ra những lời khuyên kinh nghiệm đúng đắn hơn. Hơn hết, người phụ nữ trưởng thành là một người phụ nữ mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô ấy không hề dễ ngã gục trước sóng bão cuộc đời. Cô thậm chí có thể gánh vác cả một gia đình, bảo vệ những người thân. Sau tất cả, người phụ nữ ấy sẽ toát lên một vẻ thanh tao, nhu mì, một nét đẹp dịu dàng của sự ung dung, tự tại, nhưng kiên cường, khiến người người đều phải nể phục. Đàn ông ai gặp cũng sẽ phải cảm phục một người phụ nữ như thế. 3. Phụ nữ tào nhã. Tào nhã không hẳn là một loại tính cách. Tào nhã còn là một vẻ đẹp thuần khiết, giản dị nhất của một người phụ nữ. Phụ nữ càng tao nhã sẽ càng thích sự đơn giản. Cô ấy hiểu rằng nét mộc mạc mới chính là vẻ đẹp tự nhiên
nguyên thủy nhất. Không cần cầu kỳ, phụ nữ tào nhã vẫn sẽ toát lên nét tướng khí đơn thuần mà vẫn thu hút người khác. Một người phụ nữ tào nhã sẽ biết cách thể hiện cả nét đẹp tâm hồn mình ra bên ngoài, khiến người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận được. Thế nên họ không chỉ chăm sóc vẻ đẹp bên ngoài mà còn biết nuôi dưỡng chiều sâu tâm hồn của mình. Người không có sự hàm dưỡng nội tâm sẽ không bao giờ được kiểu vẻ đẹp như thế. 4. Phụ nữ lương thiện. Lương thiện cũng không phải là một loại tính cách, mà là một sự lựa chọn. Thật ra, lương thiện là một bản chất luôn tồn tại bên trong mỗi con người chúng ta. Chỉ là những xô đẩy và hỉ nộ, ái ố của cuộc đời đã khiến cho con người đôi khi quên đi mất bản chất này. Phụ nữ lương thiện là người biết rèn luyện đức hạnh của mình. Họ hiểu rằng khoan dung và tử tế cho người khác cũng chính là khoan dung cho chính mình, tạo phúc khí cho đời mình về sau. Hơn nữa, phụ nữ lương thiện không so đo tính toán, hiểu rằng được mất là đều có nhân duyên, không oán trách, không giận hờn, dùng tâm thế khoan thai bình thản mà đối mặt với mọi thứ. Thế nên, phụ nữ lương thiện dù không xinh đẹp vẫn khiến người bên cạnh cảm thấy ấm áp và tin tưởng, càng ngày càng muốn gần gũi, gắn bó hơn. 5. Phụ nữ khỏe mạnh. Một người phụ nữ không chỉ biết chăm chăm, tô điểm cho nhan sắc bên ngoài, mà còn biết chăm sóc sức khỏe bản thân, hiểu rằng sức khỏe mới là tài sản quý giá nhất của đời người. Mất đi sức khỏe cũng là mất đi tất cả. Một người phụ nữ biết chăm lo cho sức khỏe bản thân cũng sẽ hiểu, biết nhiều hơn về các vấn đề sức khỏe, biết cách chăm sóc, giữ gìn cho cả sức khỏe những người bên cạnh mình. Có sức khỏe sẽ khiến con người suy nghĩ tích cực hơn trong mọi hoàn cảnh, chịu được và vượt qua áp lực. Một người khỏe đẹp từ ngoại hình cho đến cơ thể sẽ khiến người khác cũng muốn sống có động lực hơn, sức sống tràn đầy hơn. Với một người, nhan sắc là một phần rất quan trọng, là một tài sản trời phú cho họ. Tuy nhiên, nhan sắc là thứ sẽ bị thay đổi theo thời gian, cũng rất dễ bị tác động bởi những yếu tố vật lý. Còn nét đẹp trong tính cách và tâm hồn mới chính là thứ dù không thể nhìn thấy bằng mắt nhưng có thể cảm nhận được bằng trái tim, là thứ khiến con người ta khắc ghi nhiều hơn, cũng đi sâu vào lòng người hơn và trường tồn với thời gian.